Hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý thị trường, mùng 3 tháng 7 năm 1957, mùng 3 tháng 7 năm 2024, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 7 năm 2024, Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục mở cửa phòng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả với chủ đề nhận diện thực phẩm thật, giả. Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, phòng trưng bày lần này giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức trong việc mua sắm sản phẩm thực phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc xuất xứ và tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người dân, cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn, phát hiện, xử lý hàng giả, hạn chế mức thấp nhất khả năng lưu thông trên thị trường. Các sản phẩm được trưng bày giới thiệu lần này là những thực phẩm thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao như gạo ST25, bánh cốm Nguyên Ninh, các sản phẩm nước uống, bánh kẹo, bột ngọt Ajinomoto. Các sản phẩm đều có hàng thật, hàng giả được trưng bày song hành để người tiêu dùng dễ dàng nhận biết, phân biệt.